trị ADHD. Thuốc kích thích giúp tăng khả năng chú ý của con bạn và kiểm soát hành vi hiếu động và bốc đồng. Các nhà nghiên cứu cho thấy các loại thuốc này có tác dụng ở 65% đến 80% trẻ bị ADHD. Nhưng với bất kỳ loại thuốc nào, nó có thể phản ứng phụ. Hãy hỏi ý kiến trước khi sử dụng. Tư vấn: nó có thể giúp con bạn học cách giải quyết nỗi thất vọng và xây dựng lòng tự trọng. Một loại điều trị được gọi là đào tạo khả năng giao tiếp xã hội, giúp trẻ có thể hòa đồng và chia sẻ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng điều trị dài hạn với thuốc là liệu pháp hành vi hiệu quả hơn so với chỉ dùng thuốc. Giáo dục đặc biệt: hầu hết trẻ em bị ADHD đều đến lớp học thông thường, nhưng nếu con của bạn đi học trong môi trường đặc biệt, chúng sẽ được học tập phù hợp với phong cách học tập của mình. Thời gian biểu: làm một thời gian biểu hàng ngày nhắc nhở trẻ về những gì phải làm trong suốt một cả ngày. Điều này giúp cho trẻ tự quản lý thời gian của mình tốt hơn. Nó nên bao gồm thời gian cụ thể để thức dậy, ăn, chơi, làm bài tập về nhà, làm việc nhà và đi ngủ. Chế độ ăn của con bạn. Các nghiên cứu về chế độ ăn có kết quả khác nhau, nhưng một số chuyên gia tin rằng thực phẩm có lợi cho não có thể hữu ích. Những thứ có nhiều chất đạm như trứng, thịt đậu và các loại hạt có thể giúp con bạn tập trung tốt hơn. Nhưng hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa trước khi thực hiện thay đổi bất kỳ trong việc khẩu phần ăn của con bạn.